Cô mời cả lớp, chúng ta hãy ngồi về thảm trong tư thế xếp bằng hoặc bắt chéo hai chân. Lưng còn giữ thật thẳng, miệng mỉm cười thật xinh. Đôi mắt của con từ từ nhắm nhẹ lại. Đôi tai thính của con hãy lắng nghe theo lời cô nhé. Hôm nay chúng mình sẽ cùng cô nói lời cảm ơn. Hãy nói lời cảm ơn cuộc sống đã mang lại cho chúng ta những điều vô cùng tốt đẹp. Hãy nói lời cảm ơn sức khỏe mà cơ thể các con đã, đang và sẽ có. Tất cả tiền bạc trên thế giới cũng không thể nào mua được sức khỏe. Đó là một món quà vô giá của cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta. Vậy nên các con cần biết ơn cơ thể, cần biết ơn sức khỏe mà mình đang có. Ngay bây giờ các con cùng thả lỏng cơ thể, hít một hơi thật sâu. Chúng ta hãy hít lấy sự bình an và thở nhẹ nhàng, thở ra những điều yêu thương. Giờ các con hãy nói những điều biết ơn với cơ thể. Khởi nguồn của sự sống là cơ thể, là hơi thở. Cảm ơn đôi mắt đã giúp con nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy đủ màu sắc, nhìn thấy những người con yêu thương. Biết ơn tim của mình vì chưa một giây nào tim ngừng nghỉ. Con biết ơn sự diệu kỳ của chiếc mũi. Vị giác giúp chúng ta phân biệt mùi vị thức ăn, biết ngửi những mùi thơm của cuộc sống. Hãy gửi lời biết ơn đến đôi tai đã giúp con lắng nghe những âm thanh diệu kỳ của cuộc sống. Chúng ta hãy biết ơn đôi chân của mình. Đôi chân giúp chúng ta đi đến khắp mọi nơi, cho chúng ta nhảy nhót, vui chơi. Các con hãy biết ơn tới bộ não kỳ diệu đã giúp con điều khiển các giác quan, giúp con học tập thật tốt. Và mỗi khi thức dậy buổi sáng hay buổi tối đi ngủ, con hãy lặp lại lòng biết ơn sâu sắc mà cơ thể con đã có, cho cơ thể con luôn được khỏe mạnh, tâm trí của con luôn được minh mẫn, bình an. Hãy biết quý trọng cơ thể của mình, các con nhé. Rồi từ từ, các con hãy hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Chúng ta hãy từ từ mở nhẹ đôi mắt xinh và nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Đôi mắt đã cho chúng ta những ánh sáng thật diệu kỳ, đã giúp con nhìn thấy cô, nhìn thấy bố mẹ. Và cô ở đây, cô cũng đã nhìn thấy các con rồi này. Cảm ơn các con. Các con là những em bé ngoan, em bé biết nghe lời, và những em bé rất yêu thương cơ thể mình, đúng không nào?